Xin chào, các bạn đang quay trở lại với podcast Học cùng Linh. Và trong ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nói về một thứ mà mình đã học được trong tuần vừa qua, chia sẻ lại với mọi người. Mình có tham gia khóa Personality Course của giáo sư Jordan B. Peterson và hiện giờ thì mình đang học đến bài giảng số 3 rồi. Và trong cái bài giảng số 3 này nó có rất nhiều những cái thông tin cũng như là những cái kiến thức hay mà mình mong muốn là sẽ chia sẻ cho mọi người. Một phần là bởi vì cái bài giảng số 3 này thì mình cảm thấy là nó có thể ứng dụng ngay vào đời sống. Và thực tế là khi mà giáo sư giảng về bài giảng này thì mình cũng thấy ngay là cái việc này nó đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Và mình thấy nó rất là hữu ích nên mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Bài giảng mang tên là Extraversion, tức là về khóa Personality Course này thì nó sẽ chia ra làm 8 bài giảng. Bài giảng số 3 thì bắt đầu đi vào chi tiết cái khía cạnh đầu tiên trong mô hình 5 yếu tố, The Big Five. Đấy chính là khía cạnh Extraversion. Extraversion thì thực tế nó sẽ chia ra làm 2 chiều, hoặc là 2 khía cạnh nhỏ hơn, đấy là Enthusiasm và Assertiveness. Extraversion thì mọi người cũng cứ hiểu là nó là sự hướng ngoại thôi, là một thang đo về sự hướng ngoại của một người. Nhưng bản chất sự hướng ngoại thì lại chia ra làm 2 cái khía cạnh nhỏ hơn, đấy chính là sự nhiệt tình và thứ hai là cái sự quyết đoán, sự quả quyết. Thực ra là trước bài giảng số 3 này thì mình đã làm cái test rồi, cái test về mô hình 5 yếu tố này rồi, để biết là những cái điểm số của mình ở những góc độ nhân cách này thì được thể hiện như thế nào. Trong bài giảng này thì có rất nhiều thông tin, đương nhiên là như thế, và giáo sư tập trung nói về cái hình tượng hay là những cái mô tả về một người mà có điểm số cao trong cái thang đo này thì sẽ được thể hiện như thế nào và ngược lại. Thế thì sau đấy, đến cái đoạn gần cuối ấy, thì bài giảng tập trung nói về một cái việc mang tính hơi trừu tượng hơn một chút. Đấy chính là cái tác dụng của việc đoán biết hay là cái việc nhận biết về nhân cách của một người. Thì tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì là cái personality, cái nhân cách của một người thì nó sẽ quyết định cái góc nhìn hay là cái nhận thức của chúng ta đối với thế giới. Và với cái thế giới này thì chúng ta nhận thức điều gì? Chúng ta nhận thức điều gì thì một cách rất là đơn giản, chúng ta nhận thức 3 điều. Điều thứ nhất đấy chính là chúng ta đang ở đâu. Điều thứ hai là chúng ta đi về đâu. Và thứ ba là cái cách mà chúng ta đi từ cái điểm A này sang điểm B này như thế nào. Tại sao cái điều này nó là quan trọng? Bởi vì đứng ở góc độ trừu tượng thì có thể nó rất là dễ hiểu và nó đơn giản là như thế. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đã biết đến một cái khái niệm cấu trúc phân cấp Hierarchy thì chúng ta cũng biết là bất cứ cái gì nó hầu như cũng đều tồn tại ở dưới dạng một cấu trúc phân cấp cả. Và tương tự như thế, ý nghĩa của bất cứ mọi thứ gì đấy thì nó cũng tồn tại ở một dạng cấu trúc phân cấp, nó cũng đều được sắp xếp ở một dạng cấu trúc phân cấp. Thế bây giờ khi mà chúng ta nói về cái việc chúng ta làm một cái việc gì đấy một cách chung chung, ví dụ như là chúng ta bảo là đây là một người tốt, vậy ý nghĩa của cái câu đây là một người tốt là gì? Cái ý nghĩa của việc đây là một người tốt thì nó cũng chia ra làm rất là nhiều các cái cấp độ khác nhau ở trong một cấu trúc phân cấp. Và ở trên cái đỉnh cao nhất của cấu trúc phân cấp đấy, nó chính là cái câu người tốt, chính là cái khái niệm người tốt. Nó rất là chung chung. Nhưng mà để mà chúng ta có thể miêu tả kỹ hơn, hay là bây giờ hãy ví dụ cô giáo đặt đề bài là hãy mô tả một người tốt trong vòng một câu, rồi hãy mô tả người tốt trong vòng một đoạn văn, hãy mô tả người tốt trong vòng một trang giấy, và thậm chí là hãy mô tả một người tốt trong cả một cuốn tiểu thuyết. Như các bạn thấy thì ví dụ như là J.K. Rowling bái viết cuốn Harry Potter đúng không? Cuối cùng chúng ta rút ra được là Harry Potter là một người tốt, nhưng mà cái việc đấy nó được thể hiện rất là dài, rất là chi tiết qua rất nhiều tình huống khác nhau. Cái việc bà đang làm là bà đang phân tách cái khái niệm, cái ý nghĩa của việc người tốt này xuống các cái tầng thấp hơn ở trong cấu trúc phân cấp. Thì cái tầng đấy nó sẽ mang tính thực tế rất là cao. Và cái khái niệm trên cùng, cái khái niệm là người tốt thì nó nằm ở tầm trừu tượng. Và tại sao cái điều này chúng ta lại cần biết cái điều này? Điều này là quan trọng bởi vì nó áp dụng được ngay trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ bạn mong muốn là trở thành một người thành công, ví dụ như thế. Hầu như ai cũng muốn trở thành một người thành công đúng không? Thế muốn trở thành một người thành công thì nó nằm ở cái đỉnh cao nhất của cái cấu trúc phân cấp, cấu trúc phân cấp về ý nghĩa của người thành công. Thế nhưng mà bây giờ nếu bảo là bạn muốn trở thành người thành công mà chỉ có nói chung chung như thế thôi, thì
liệu bạn có trở thành người thành công được không? Rõ ràng là không. Chúng ta sẽ lại phải phân tách nó ra, chia nó ra thành những cái cấp độ thấp hơn, dưới hơn. Bởi vì ở cái cấp độ trên ấy, tuy là nó rất là đơn giản, ngắn gọn và nó tổng quát hóa được mọi thứ, nhưng mà nó không thể triển khai thành hành động được. Bởi vì lý do là nó là một cái dạng ý nghĩa có cái độ phân giải thấp nhất. Càng đi xuống các cái tầng của cấu trúc phân cấp thì chúng ta lại có những cái bức tranh, có những cái lý giải ở cái cấp độ phân giải cao hơn. Và cho đến cuối cùng ấy, khi mà cái việc là tôi muốn trở thành người thành công ấy, nó được tách ra làm thành các cái hành động nhỏ, tất cả những cái hành động đấy gộp lại để tạo ra một cái người thành công, thì lúc đấy ở cái tầm hành động đấy, cuối cùng của cấu trúc phân cấp này, nó chính là cái ý nghĩa của người thành công ở cái độ phân giải cao nhất. Thì độ phân giải cao nhất giúp chúng ta có thể hành động được luôn, giúp chúng ta có thể thực tế hóa nó luôn. Thế nhưng mà không phải lúc nào ta cũng sử dụng cái ý nghĩa của người thành công này ở cái cấp độ phân giải cao nhất, tức là cấp độ thấp nhất ở trong cấu trúc phân cấp. Bởi vì lý do nó rất là loằng ngoằng, nó bao gồm nhiều thứ. Nó bao gồm cả không gian và thời gian, bao gồm tất cả rất nhiều hành động. Và nếu mà để chúng ta nói chuyện với nhau mà toàn sử dụng những cái bức ảnh đi, những cái bản đồ ở cái cấp độ phân giải cao nhất như thế, thì rất là khó để chúng ta có thể truyền đạt được thông tin. Mọi người cứ tưởng tượng giống như là những cái bức ảnh ấy. Bức ảnh mà chúng ta gửi cho nhau xem, ví dụ ở trên mạng xã hội, nó ở cái độ phân giải như thế là đủ rồi, đủ để xem rồi, đúng không? Không cần phải có cái độ nặng quá. Bức ảnh độ phân giải cao thì thường đi đến là nó rất là nặng. Nó nặng như thế thì nó chỉ mang mục đích là khi mà chúng ta cần sử dụng nó ở một mục đích cụ thể nhất định, hoặc khi chúng ta muốn sửa, muốn thiết kế, muốn chỉnh gì đó thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng để trao đổi thông tin với nhau, để nói chuyện với nhau cho nó nhanh này, đúng không? Cho người ta hiểu được là được, thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái tấm bản đồ đấy, sử dụng tấm ảnh đấy ở cái cấp độ có độ phân giải thấp thôi, tức là ở cái tầm trừu tượng, chứ không phải là ở cái tầm quá thực tế của bức ảnh. Bức ảnh được chia ra làm thành những cái bit, cái byte, cái ảnh đấy không cần phải đến độ như thế. Chúng ta chỉ cần biết chung chung là có một người trong bức ảnh rồi, màu sắc chung chung là như nào, như vậy là đã đủ thông tin chúng ta cần tiếp nhận rồi. Thì đó, đấy là cái ứng dụng của cấu trúc phân cấp trong ý nghĩa, trong hành động. Thế thì cái này nó sẽ có thể ứng dụng luôn được như thế nào, hoặc là nó sẽ có ý nghĩa như thế nào? Ví dụ nhá, nếu mà chúng ta đã biết đến một giáo sư tên là John Piaget, người Thụy Sĩ ấy. Ông ấy là người đưa ra cái giả thuyết về các cái giai đoạn phát triển nhận thức của trẻ em. Và từ đấy nó chia ra làm 4 giai đoạn chính. Thì với John Piaget, trẻ em mà dưới 12 tuổi ấy, từ 12 tuổi đổ lên thì ông ấy coi là cái độ tuổi là thanh thiếu niên và đến người lớn rồi. Nhưng mà dưới 12 tuổi thì sẽ chia cái giai đoạn phát triển nhận thức của trẻ ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn từ 0 đến trước 2 tuổi là cái giai đoạn mà hầu hết nhận thức nó chỉ là nhận thức ở dạng sensory motor, tức là cái dạng cảm giác và vận động thôi. Đến cái giai đoạn tiếp theo là đến trước 5-7 tuổi. Đúng rồi, từ 2 đến 7 tuổi nó là một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiền thao tác. Thì cái giai đoạn này là bắt đầu trẻ nhận thức được về, trẻ bắt đầu có những ý nghĩ về biểu tượng rồi. Từ giai đoạn 7 đến 11 tuổi là cái giai đoạn thao tác cụ thể. Giai đoạn thao tác cụ thể thì trẻ bắt đầu có những ý nghĩ về cái việc vận hành nói chung rồi, về nhân quả nói chung, cái này cho cái kia. Thế nhưng mà đến từ 12 tuổi trở lên thì bắt đầu mới có những cái ý tưởng mang tính trừu tượng, mới có thể hiểu một cách trừu tượng hóa tất cả những cái thứ trên cái cuộc đời này. Thế thì như vậy với trẻ từ dưới 12 tuổi ấy, thì trẻ rất là khó để có thể nắm bắt được những cái câu hoặc là những cái lời nói mang tính trừu tượng. Ví dụ như là dạy con mà dưới 12 tuổi mà bố mẹ bảo là con phải ngoan lên, những bố mẹ đấy đang sử dụng ý nghĩa của đứa trẻ ngoan ở cái cấp độ phân cấp cao nhất, tức là có cái độ phân giải thấp nhất và nó ở tầm trừu tượng nhất. Làm sao mà trẻ con có thể hiểu được? Không thể hiểu được. Mà cái tầm đấy ấy, thì bọn nó chỉ có thể hiểu được từ dưới lên trên thôi, từ dưới của cấu trúc phân cấp lên trên. Ví dụ như chúng ta bảo con ơi, con hãy cầm cái này, cầm cái đồ chơi này cho vào trong cái hộp này cất đi. Cất đi xong thì bố mẹ khen là con ngoan quá. Đấy.
Thế xong rồi vài những cái hành động như thế là hành động này, xong rồi bố mẹ bắt đầu đưa vào đầu con những cái ý tưởng là như thế này là ngoan, như thế kia là không ngoan, như thế này là ngoan, như thế kia là không ngoan. Đến khi nó lớn đến một cái giai đoạn nhất định rồi, bắt đầu nó sẽ tự tổng quát hóa được những cái khái niệm trừu tượng đấy. Và cho đến khi nó từ 12 tuổi trở lên, khi mà nó đã bắt đầu nhận thức được những cái ý nghĩa mang tính trừu tượng rồi, thì lúc đấy nó nói chuyện với bạn bè nó, hay là nó nói chuyện với người lớn, thì bắt đầu nó bắt đầu sử dụng được và nó bắt đầu hiểu được những cái từ đó. Và nó không cần phải chi tiết hóa những cái từ trừu tượng đấy thành những cái cấp độ rất là thấp ở bên dưới nữa. Nó bắt đầu trao đổi những thông tin như thế, thì lúc đấy bạn bảo con là con phải ngoan lên. Ví dụ như thế, là nó bắt đầu hiểu được à, ngoan là bao gồm những cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái kia. Một cái ứng dụng nữa của cái việc hiểu được về cấu trúc phân cấp, về mặt ý nghĩa của tất cả mọi thứ ấy, thì nó nằm ở cái việc đấy là hôm trước thì mình có nói đến một câu đấy là chúng ta thường đánh giá quá cao những thứ mà chúng ta có thể làm trong một ngày, nhưng lại thường đánh giá quá thấp những thứ mà chúng ta có thể làm trong 30 ngày. Cái câu này lúc đầu nghe thì nghe nó có vẻ chỉ liên quan đến việc là lên kế hoạch và hành động, và những cái hành động mang tính tốt đẹp thôi, tức là mặt tích cực của những hành động thôi. Ví dụ như là chúng ta hình thành một thói quen lâu dài thì nó sẽ tốt hơn là cái việc là chúng ta cứ cố gắng dồn tất cả mọi thứ trở thành người tốt trong vòng một ngày ấy. Là điều mà chúng ta hơi ảo tưởng về việc đấy, không ai có thể trở thành người tốt trong một ngày cả. Nhưng mà trở thành người tốt, hoặc là trở thành một người thành công, hoặc trở thành một người chủ động trong cuộc sống, thì nó sẽ được thực hiện bằng tất cả những cái hành động nhỏ trong nhiều ngày liên tiếp lặp đi lặp lại. Không cần thiết phải làm quá nhiều việc trong một ngày, nhưng mà những việc gì mà chúng ta làm, chúng ta nên đặt cho nó ra để cho nó có cái độ lặp lại, làm sao cho nó có cái tính nhất quán. Thì nhưng mà khi mà mình học về cái bài giảng số 3 này thì tự dưng có một ý nghĩ nó lóe lên. Đấy là cái ứng dụng thứ hai của cái câu nói đó. Tức là nó không chỉ dừng lại mức độ là chúng ta thêm vào một cái hành động đâu, mà còn là cái cách mà chúng ta nghĩ lại về những việc mà chúng ta vẫn đang làm hàng ngày. Ví dụ như là khi mà hai vợ chồng cãi nhau chẳng hạn, thì thường cãi nhau vì một chuyện rất là nhỏ nhặt, và có vẻ như là nhìn vào cái việc đấy thì nó không làm một cái gì cả. Chỉ là không nhặt cái này lên, quên không nhặt cái kia lên. Thế nhưng mà nó bùng thành một cuộc cãi nhau rất là to. Thì nguyên nhân của cái việc này nó không phải là nằm ở mỗi cái hành động ấy đâu, mà nó là cái sự tích tụ của cái hành động này trong rất nhiều ngày lặp đi lặp lại rồi. Thế thì một cái điều rất là nguy hiểm, đấy chính là một trong hai người hoặc là cả hai người sẽ, thay vì là chỉ ra cái hành động đấy và nói rằng là nó lặp đi lặp lại trong vòng nhiều ngày và bây giờ sửa cái hành động đấy, thì người ta lại khái quát hóa nó lên thành một cái ở cái tầm trừu tượng, và nói là ví dụ anh là một người không biết quan tâm đến ai chỉ vì một cái việc rất là nhỏ ở cái tầm phía dưới. Thế thì cái việc này nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái lúc đó là chúng ta đang phủ định cái tấm bản đồ mà cái người đấy người ta dùng để vận hành cả cái cuộc sống của người ta thành một thứ là người ta không biết quan tâm đến cái gì cả, không biết quan tâm đến ai. Nó ở tầm rất là cao, bạn phủ định cả cái tấm bản đồ như thế. Nhưng thực tế là cái hành động của anh ta nó chỉ là ở cái tầm rất là thấp thôi. Tức là nó chỉ là một cái chỗ sai rất là nhỏ nhỏ ở cái tầm dưới, một cái mảnh nhỏ. Nhưng mà chúng ta lại khái quát hóa nó lên thành là cả cái tấm bản đồ sai hết. Tức là cả cái cuộc đời này anh ta vận hành dựa trên cái tấm bản đồ đấy, thì bây giờ nó lại bị phủ định đi. Cái tấm bản đồ ấy nó không có cái sự, nó không còn cái tính valid nữa, nó không có giá trị nữa. Nó có thể không đúng, tức là correct, cái từ correct và cái từ valid ấy, nó có thể không đúng bởi vì là nó có một cái chỗ mẫu này bị sai. Thế nhưng mà không có nghĩa là nó không có giá trị. Có giá trị tức là sao? Có giá trị tức là khi mà chúng ta dùng cái tấm bản đồ đấy, dựa vào tấm bản đồ đấy để chúng ta hành động và nó hiệu quả, thì tức là coi như là cái tấm bản đồ mà chúng ta đang sử dụng nó có giá trị. Nhưng mà bởi vì nó liên quan đến cái được gọi là dopamine system hay là cái gọi là reinforcing system, thì cái này nó hơi đi quá xa và có lẽ là thôi không nói đến việc này nữa, nhưng chúng ta chỉ cần hiểu đấy chính là những cái hành động nhỏ nó cứ tích tụ đi tích tụ lại và cuối cùng nó lớn thành một cái con rồng, con quái vật đấy. Nói sao cho dễ hiểu thì tức là như thế này, chúng ta nên đánh giá cao những cái việc mà nó nhỏ thôi, không cần phải quá lớn nhá. Nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà cái việc đấy nó có tính chất lặp đi lặp lại, ngày nào nó cũng là cái việc đấy, mà cái việc đấy nó gây phiền, nó gây cho chúng ta cái cảm giác không thoải mái gì đấy trong người, thì chúng ta nên nói ra. Nhất là trong những mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ đối tác chẳng hạn, chúng ta nên nói cái điều đấy ra, để mà đến một cái ngày nào đấy nó không tích tụ và nó không lớn lên thành một cái con rồng trong nhà. Có một cái câu chuyện rất là hay, câu chuyện kể cho trẻ em ấy,
Chắc là mình sẽ tìm lại cái câu chuyện đấy và để ở đường link trong phần mô tả của podcast này để mọi người có thể nghe về cái câu chuyện đấy, câu chuyện ngụ ngôn thôi. Thì nó cũng liên quan đến cái việc này, tức là lúc đầu cái con rồng nó còn bé trong nhà ấy thì không ai quan tâm cả, nhưng một ngày nó càng lớn lên và đến một cái ngày mà nó chiếm hữu hết cả một cái căn nhà đấy và mọi người không thể đi ra khỏi nhà được và cái con rồng nó điều khiển cái nhà ấy luôn ấy. Thì đấy là cái việc mà liên quan đến những cái thứ, chúng ta hãy để ý đến những cái thứ mà nhỏ nhặt ở trong cuộc sống của chúng ta khiến chúng ta khó chịu, khiến chúng ta không thấy thoải mái, nhưng mà cái hành động đấy nó lặp đi lặp lại, nó có cái tính đều đặn, thì chúng ta nên nói về cái điều đấy, chúng ta nên xử lý những cái việc như thế. Tương tự như vậy, khi mà chồng mình nói là mình là một người sống ở nhà như một cái nhà trọ thì nó là một cái việc là đang phủ định cả cái tấm bản đồ của mình, trong khi có thể tách cái việc đó thành những cái việc rất là nhỏ ở bên dưới và chúng ta xử lý những cái việc nhỏ ấy thôi. Bởi vì những cái việc nhỏ đấy là những cái việc xảy ra trước mắt, chúng ta không cần phải quan tâm đến trên đỉnh của nó là gì. Có rất nhiều hành động bên dưới mà nó cùng một cái đỉnh. Đừng làm việc khái quát hóa đấy, bởi vì thường là chúng ta sai, chúng ta không có cái khả năng khái quát hóa siêu như thế đâu. Và cái ý nghĩ trong đầu đấy thì hầu như là do cái sự bực tức và do cái sự là... Và tóm lại là chúng ta không thể suy diễn một cách như thế được. Nó không có tác dụng gì cả và nó chỉ làm cho cái người kia cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy rất là tổn thương, bởi vì lý do là cái bản đồ của họ bị coi là vô giá trị mà. Cái bản đồ mà họ đang sử dụng để vận hành thế giới này của họ đang biến thành vô giá trị, thay vì bảo là nó có một cái chỗ sai này cần phải sửa đi. Đúng không? Nó rất là nhỏ, nó chỉ là một cái mẩu thôi, thì lại nói luôn là nó luôn toẹt là cái bản đồ đấy chả có cái giá trị gì cả. Thế như vậy là cái việc đấy vừa là không có ích gì nhá, lại vừa là gọi là phản tác dụng luôn. Và thay vào việc đấy thì chia nó thành những việc nhỏ, nó được gọi là cái gì, minimum necessary correction, tức là những sửa đổi cần thiết tối thiểu. Chúng ta hãy nghĩ về từ này, những sửa đổi cần thiết tối thiểu, tức là trước khi mà chúng ta có một cuộc hội thoại với nhau về một cái việc gì đấy, đúng không, chúng ta phải tự hỏi bản thân là cái mức tối thiểu nào đủ để cho mình thỏa mãn sau khi mình bước ra khỏi cái cuộc hội thoại này. Nếu mà chúng ta không có tự hỏi mình cái điều đấy thì rất dễ là khi bước vào cái cuộc hội thoại chúng ta sẽ bị cảm xúc của mình chi phối. Và nên nhớ là từ cái tầng đáy của cấu trúc phân cấp cho đến đi lên trên ấy, nó là một cái chỗ, nó là một thứ rất là mù mờ. Bạn không có đủ giỏi và thậm chí bạn đâu có đầu tư thời gian để mà nghĩ về toàn bộ cái cấu trúc phân cấp đấy đâu. Nên đừng có nghĩ là mình tổng quát hóa ra được cái điều gì đấy, vì hầu hết đa số trường hợp nó sai. Và lúc đấy thì nếu mà chúng ta lấy góc nhìn ở phân cấp quá cao về mặt đạo đức để đánh giá thì sẽ tạo ra càng ngày càng nhiều cái gọi là dysregulated emotion, tức là những cái cảm xúc mà nó không được, nó sẽ điều khiển hành vi của chúng ta và nó không được có kiểm soát một cách tốt. Lúc đấy thì hành động hay lời nói của chúng ta bị cảm xúc chi phối thay vì việc chúng ta làm được một cái việc gì đấy hữu ích. Vì vậy phải rất cẩn thận với cái điều này. Nó ứng dụng cho cả là partnership, những cái mối quan hệ đồng nghiệp, những mối quan hệ đối tác theo kiểu như đối tác tình cảm, vợ chồng, người yêu ấy, hay là đối với cả những cái bối cảnh làm việc, hay là với cả chính bản thân mình nữa, thì mình nên trước khi có một cái cuộc hội thoại hoặc nói về cái điều đấy thì mình nên tự hỏi, nên chuẩn bị sẵn cho mình một cái tâm thế, đấy là tự hỏi mình là cái mức tối thiểu nào đủ để mình thỏa mãn sau khi mình bước ra khỏi cái cuộc hội thoại này. Khi mà mình đứng ở góc độ đấy ấy, thì mình vừa đưa ra được một cái hành động để có thể sửa và đem lại cho mình đủ thỏa mãn, và thứ hai là mình cũng không gây tổn hại, không gây tổn thương đến cái người đối diện. Vì nói chung ấy, nó là một việc rất là vô trách nhiệm, vì bởi vì là khi mà chúng ta đưa ra một cái kết luận như thế xong chúng ta đi, chúng ta không có một cái lời giải thích hay là không có một cái lời khuyên nào để giúp người ta sửa đổi cái tấm bản đồ của họ, đúng không? Là một cái việc rất là vô trách nhiệm. Thế nên là phải cực kỳ cẩn thận trong những việc này. Và một lời khuyên đấy là trong cuộc sống hàng ngày thôi. Và cái này, thực ra cái việc này nó cũng mang cái tính chánh niệm rất là cao. Đấy là chúng ta tự quan sát lại trong cuộc sống của mình, nếu mà có những cái gì nó nhỏ thôi, nhưng nếu nó lặp đi lặp lại nhá, lặp đi lặp lại hàng ngày, tức là nó đủ lớn rồi đấy. Bởi vì bây giờ cứ tưởng tượng một cái việc nhỏ nhỏ như là cái việc rửa bát rồi gì ta, ngủ dậy như thế nào đấy, hoặc là nhỏ tí xíu thôi, nó cũng gây phiền hà cho mình, nhưng nó lặp đi lặp lại, tức là nó vừa tốn thời gian của chúng ta và ngày nào chúng ta cũng cảm thấy không có thoải mái với nó, thì chúng ta nên tập trung vào để mà sửa nó đi. Sửa một hai cái hành động thôi, bắt đầu là như thế, thì sau đấy là dần dần chúng ta sẽ có nhiều cái hành động tốt ở tầng bên dưới, thì lập tức là nó sẽ được khái quát hóa thành ở bên trên thôi. Cấu trúc phân cấp nó sẽ tự xây dựng từ dưới lên, chứ chúng ta không cần phải cố gắng đi theo hướng ngược lại làm gì. Bởi vì là rất nhiều người đi theo hướng ngược lại, nhưng mà cái điều đấy nó thường là bất khả thi.
và nó sẽ bị dừng lại ở một cái tầng giữa nào đấy và nó đến cuối cùng là không triển khai thành hành động. Cái điều này có thể suy nghĩ rộng hơn nhé, thì nó giống như là ai mà chẳng muốn thành công, đúng không? Ai chẳng nghĩ được là thầy trở thành người thành công rất là sung sướng, tức là ở cái tầm là cao nhất của cấu trúc phân cấp ấy. Sau đấy bắt đầu có những người có một chút động lực hơn, bắt đầu chi tiết hóa cái bản đồ. Hay là tưởng tượng này cho dễ này, giống như cái việc thành công, giống như là chúng ta bây giờ đang đến một cái khu rừng đi, xong rồi bảo là trong đây có kho báu, đây là tấm bản đồ từ cái khu từ cái vị trí bạn đang đứng đến cái kho báu đấy, ai cũng có trong tay cái tấm bản đồ đấy. Thế sau đấy bắt đầu từ cái tấm bản đồ đấy chúng ta lại bắt đầu phải triển khai thành những cái nhỏ hơn bên dưới, là ok bây giờ xác định hướng như thế nào, tôi cần những công cụ gì, tôi cần người đồng hành nào, tôi đi về hướng nào trước, tôi phân bố thời gian ra sao. Có một vài người làm được điều đấy, nhưng bắt đầu đến lúc đi, trong quá trình đi, tức là nó xuống ở cái tầng thấp hơn của cấu trúc phân cấp ấy, bắt đầu là ôi dồi ôi, tôi phải thực sự bước cái bước chân đầu tiên, bước cái bước chân thứ hai, đến thứ ba, đến cái bước chân thứ năm, thứ bảy thì bắt đầu mệt quá, tôi chả không muốn đến cái đích thành công đấy nữa. Mặc dù là trong tay ai cũng có cái tấm bản đồ ở tầm cao đấy, nhưng mà khi mà triển khai ở mức độ từ trên xuống dưới như thế thì đôi khi là hầu hết mọi người sẽ gặp khó khăn trong cái việc là có ý chí để đi tiếp, hoặc là thậm chí là khó khăn trong cái việc là triển khai cái tấm bản đồ từ cấp độ đơn giản, đơn sơ nhất, low resolution, và độ phân giải thấp nhất của nó xuống thành những cái cấp độ thấp hơn, cuối cùng là triển khai thành những hành động cụ thể. Đấy, thì thay vào đó thì những việc mà chúng ta có thể làm ngay lập tức, đấy chính là những việc mà chúng ta biết rằng sẽ giúp chúng ta đi từ cái chỗ mà chúng ta đang ở đến cái đích mà chúng ta muốn. Đó là bắt đầu từ những hành động nhỏ thôi, chúng ta hãy xem những hành động nào lặp đi lặp lại được, và nó giúp chúng ta đi đến cái hướng định hướng của chúng ta, cái mà chúng ta đang hướng về ấy. Thì chúng ta bắt đầu triển khai và bắt đầu làm nó. Vậy thôi. Và có lẽ là như vậy cũng kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay rồi. Mình nghĩ là cái thông tin ngày hôm nay thì nó cũng đã đủ để chúng ta suy ngẫm và triển khai thành hành động rồi. Và trong tuần sau nếu mình học tiếp được cái bài số 4, và nếu có điều gì đấy hay thì mình sẽ chia sẻ lại tiếp cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã nghe podcast này, và chúng ta sẽ hẹn quay trở lại trong tập tiếp theo của podcast nhé. Hãy chia sẻ giúp mình nếu được. Thank you. Bye bye.